Đức Thánh Cha gặp gỡ các trẻ em trong sáng kiến có tên "Chuyến xe lửa của trẻ em". Trưa ngày 4 tháng 6, 2022, Đức Thánh Cha đã đón tiếp khoảng 160 trẻ vị thành niên đến Vatican. Nhiều em trong số này bị khuyết tật về thể chất, thị giác và nhận thức. Nhóm cũng bao gồm một số các em nhỏ chạy trốn chiến tranh ở Đông Âu. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã lặp lại ý muốn viếng thăm Ukraine nhưng phải đợi đúng thời điểm. Đây là cuộc gặp gỡ lần thứ 8 của sáng kiến có tên "Chuyến xe lửa của trẻ em". Sau 2 năm phải ngưng lại do đại dịch Covid. Sáng kiến là một phần của chương trình Cotile di Santili" của Hội đồng Tòa thánh về văn hóa, hiện nay là Bộ Văn hóa, với sự cộng tác của công ty xe lửa quốc gia của Ý và đặc biệt bao gồm không chỉ các trẻ em công giáo, nhưng cả trẻ em hồi giáo. Phật giáo, chính thống giáo, vô thần. Cuộc gặp gỡ năm 2022 này có hình thức mới với các trẻ em sống trong những hoàn cảnh dễ bị tổn thương và mong manh xã hội được mời gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trong cuộc gặp gỡ tại sân Damaso của Dinh Tông Tòa, Sacha, một em bé người Ukraine tị nạn được đón tiếp ở Roma đã hỏi đức thánh cha xem ngài có thể đến ukraine để cứu tất cả trẻ em hiện đang đau khổ không đức thánh cha trả lời rằng ngài nghĩ rất nhiều đến các trẻ em ukraine ngài nói cha muốn đến ukraine nhưng cha phải đợi thời điểm thích hợp để làm điều đó bởi vì không dễ dàng để đưa ra một quyết định có thể gây hại cho cả thế giới hơn là có lợi cha phải tìm thời điểm thích hợp để làm điều đó tuần này cha gặp các đại diện của chính phủ ukraine những người sẽ đến để nói về một chuyến thăm có thể của cha ở đó hãy xem điều gì sẽ xảy ra một em nhỏ khác thì hỏi đức thánh cha làm giáo hoàng thì như thế nào đức thánh cha nói rằng điều quan trọng trong bất cứ nghề nghiệp nào bạn làm đó là luôn là chính bạn ngài nói vì vậy cha cảm thấy thế nào khi là giáo hoàng ư là một con người như mỗi người các con trong nghề, trong công việc của mình. Bởi vì cha cũng là một con người như các con, và nếu cha có công việc này, cha phải cố gắng làm nó một cách khiêm tốn nhất. Và hơn thế nữa, theo tính cách của cha, không cố gắng làm những điều xa lạ với con người của cha. Làm giáo hoàng có mệt không? Đức Thánh Cha trả lời, Thiên Chúa ban sức mạnh để thực hiện những nỗ lực của mình và chúng ta phải thực hiện nó với sự trung thực chân thành và làm việc trả lời các câu hỏi của các em thiếu nhi đức thánh cha cũng nhấn mạnh việc quan trọng là nhớ rằng thiên chúa luôn ở với chúng ta và cảm thấy được chúa bảo vệ và giúp đỡ chúng ta ngài cảnh báo rằng điều tồi tệ nhất là khi chúng ta không muốn chúa gần gũi chúng ta và chọn xa cách người đức thánh cha nói rằng bí quyết chính là cảm thấy chúa gần gũi và điều này đi cùng các con trong suốt cuộc sống. Các trẻ em được thắp tùng bởi bạn bè và bạn học của mình bởi vì mục tiêu của chương trình Cortile di với cuộc gặp gỡ thứ 8 này là thúc đẩy sự hòa nhập, bao gồm và cuộc chiến chống lại sự phân biệt đối xử và định kiến. Sáng kiến này không chỉ được tổ chức như một sự kiện, mà còn là một cách thức sư phạm và giáo dục tiếp tục diễn tả trong suốt cả năm với các hoạt động chuẩn bị và những khoảnh khắc gặp gỡ chia sẻ nhờ sự hợp tác và can thiệp của tổ chức Confari Contula một khu vườn giác quan đã được tạo ra tại trường thánh Alessio dành cho trẻ em và gia đình của các em ngôi vườn giác quan được thiết kế bởi kiến trúc sư Eleonora Gheggi là một khu vực rộng khoảng một mẫu tây trong công viên với cấu trúc mang lại trải nghiệm xúc giác khứu giác và âm thanh ở nơi thân thiện với trẻ em này khuyết tật không còn là giới hạn ở đó được hướng dẫn bởi các giáo viên và nhà giáo dục của họ các trẻ em của trường thánh alessio và các trường lân cận học cách biết và chấp nhận bản thân thế giới và những người khác lời mời dành cho người lớn và trẻ em là học cách nhìn thế giới bằng con mắt của trái tim vượt ra ngoài giới hạn của mọi định kiến và vẻ bề ngoài với tinh thần liên đới và cởi mở đối với người khác. Vì lý do này, tham gia vào cuộc gặp với Đức Thánh Cha cũng có một số trẻ em tiện nạn đến từ Ukraine và được nhà thờ Thánh Sophia chào đón tại Roma.